rồi có mở bất nghĩa thì thế nào cho dài à, rồi chơi bị chơi nè, đánh bạc tiêu tan cả. Thứ năm ai quản lý cái nhà? Thứ năm người quan trọng. Thứ năm là ai ai quản lý à? Thứ năm là con cháu quản lý các bạn à. Khi mà có đứa con nó hiếm thì không nói gì, mà đứa con bất hiếu nó giết cả cha mẹ để là gì? Giết đoạn gia đình à. Ở thành phố Hồ Chí Minh đó, một đứa cháu ngoại nó giết ông ngoại bà ngoại để cải cụ lấy gì. Như vậy quý vị thấy là con cháu bất hiếu nó sẽ phá sản toàn bộ gia đình của chúng ta. Như vậy cái điều nào mà chúng ta quản lý được? Quý vị nói nghe coi hả? Tiền con quản lý rồi đây, nhà cửa con quản lý rồi, bởi vì nhà cửa ta sẽ có lấy có một người, có một người đi cưới mấy bốn mụ vợ à, mụ vợ thứ nhất ấy, hả? Thì ông ta là săn sóc chút đỉnh thôi, mụ vợ thứ hai săn sóc vừa vừa thôi, mụ vợ thứ ba thì ông ta cũng cưng chút thôi, mụ vợ thứ tư là ông yêu thương vô cùng. Cho nên trước khi ông chết, ông kêu mụ vợ bà vợ thứ nhất ấy, ông hỏi cái này: này em đi xấu ơi, anh sắp sửa chết rồi à, em có đưa anh về để quan tài, đưa anh đi đến viện mộ không em? Nó dơ rồi. Thế là ông vừa tắt thở là tôi bỏ ông ngay à. Các bà vợ bảo ta sắp 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 mình chú đáo đây, đi đâu cũng có bà đi theo đó. Bà vợ thứ tư lên, ông leo lên nhà bà đi theo, ông vào nhà xí bà cũng đi theo à, ông ra ăn phở bà đi theo, ông đi nhổ cỏ bà đi theo, làm cái gì bà cũng đi theo đó. Nhưng mà nó là ông tắt lên trở là tôi bỏ ông đi. Rồi hỏi bà vợ thứ hai: sao em mỗi ngày như thế thì ta có săn sóc đến trung đỉnh, nhưng ta ít để ý đến em. Nếu khi ta chết em cứ đưa ta đến viện mổ hay không? Bà kêu là thôi, ông chết là tôi lấy cửa ngõ thế thôi nha, lấy cửa ngõ thôi, đường ai hãy đi, tình kẻ đâu ta thế thôi ha. Là mãi có mong sung hoặc mãi bằng lòng chỉ nữa lúc chưa thôi ha. Hỏi bà vợ thứ ba ha, thì hỏi sao em có đưa tiền ra không? Thì bà vợ thứ ba nói thế nào? Nói có chứ ha, nhưng tôi chỉ đưa tiền ông đi đâu, đến ngang đến nơi viện mộ. Và hỏi vào bà vợ đầu tiên còn mẹ chắc, nói tôi sẽ đưa tiền ông từ hôm nay đi, khi ông đưa vào địa ngục tôi đi theo, ông đi xuống thế giới loài ngã quỷ tôi đi theo, ông đi vào loài súc sanh tôi cũng đi theo, ông đi đâu tôi theo đâu. Như vậy bốn bà vợ này ai quý vị nói nghe coi, các cụ nói được không? À, bốn bà vợ này, bà vợ thứ nhất, bà vợ mà ông yêu thương nhất đó là gì? Là tiền bạc vàng bạc. Khi chúng ta vừa tắt hơi thở thì thế nào? Có đi theo ta à, thế là chúng nó móc túi cả, nó mở tủ cả đó. À, mà đứa nào mà nó từ xưa đến nay mà nó không yêu thương ta thì lớp sửa nó ta chết thì nó ta nó giờ giọng nó khóc lóc, nó hỏi cái chìa khóa nó mẹ chìa khóa để đâu, chìa khóa tủ để đâu, vàng mẹ để đâu, rõ ràng rồi cái là nó đi hết. Đó là bảo vợ tôi nhất yêu thương nhất. Và quý vị khi mà tiền bạc để thì chúng ta kiếm trong túi à, trong lưng, leo lúc nhà làm việc đi vào phòng xí tiền bếp làm cho nó đến thì còn mấy không. À, nhưng mà khi ta thấy bà bỏ bỏ bà đi được, bà vợ thứ hai mà đưa cái cổng nó đi đến ngõ đó nhá, đó bà vợ đó là ai? Đó là nhà của chúng ta. Khi qua tài khiêng chúng ta đến ngõ rồi, đến ngay cửa ngõ rồi, có khiêng vào không thì có khiêng vào trở vào không? Thì đến cửa ngõ đi ra đưa đến đó rồi, thì nhà cũng bỏ lại cho người khác ở, tiền bỏ lại cho người khác tiêu, cho ta không còn gì hết.
chỉ tiếc việc mộ rồi rớt đúng nước mắt, cầm cục đá đắp bỏ xuống việc mộ rồi bỏ đi về. Còn bà vợ thứ tư là quan trọng quý vị. Bà vợ thứ tư đó là ai? Là nghiệp của chúng ta. Quý vị biết nghiệp không? Nghiệp là hành động tạo tác của chúng ta. Người nào tạo nghiệp tốt thì hưởng quả tốt, người nào tạo nghiệp xấu thì hưởng quả xấu. Cái xấu tốt đó sẽ đi với chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sống ở đời, người có hỏi tại sao tôi sinh ra đời tôi khổ quá thế này, tôi nghèo thế này, thì chẳng thế thôi. Dạy rằng muốn biết được cái nhân ngày hôm nay mà ảnh hưởng khổ đau, cái quả ngày hôm nay ảnh hưởng khổ đau, thì cái nhân ngày trước anh không gì cái gì không bố vậy, không bố thí, không bố thí là không cho ai được phạt. Chúng ta coi đồng tiền nó lớn hơn nhân nghĩa, cho khi mà chúng ta tách hơi thở đi rồi thì tùy nhìn chiếu cảm, tùy cái kiến thức đó mà đưa đẩy chúng ta vào quả con đường an toàn. Người nào tham lam nhiều, lấy của người khác làm của mình, chiếm đoạt tài sản của người khác, người đó sau khi chết rơi vào thế giới của ngạ quỷ. Thế nào là ngạ quỷ? Ngạ quỷ là loài quỷ đói, đầu to, cái bụng nó to như cái trống, cái cổ nó nhỏ như cái kim. Loài ngạ quỷ này thường đi vào trong 4 giờ chiều trong thế giới của chúng ta. Khi chúng ta dọn cơm chén bát lên, chúng ta cua thì loài ngạ quỷ này thề khát đói khát, cổ nó sẽ bốc lửa cháy. Nó nhìn cơm, nhìn thức ăn giống như lửa cháy ăn không được, và nhìn nước uống giống như băng tuyết uống không được, là do cái nghiệp quả của nó tham ăn lá uống không được đó. Vì lòng tham ngủ sẽ nó sinh vào trong thế giới loài ngạ quỷ. Cho đến trong thời Đức Phật, loài ngạ quỷ thì thường ăn giết cầu xiên, nó lấy phẩm tiểu của loài người nó làm thức ăn. Cho nên các vị vì thương vào trong đó đi vệ sinh đi cầu thì rơi trên đầu chúng, chúng kéo hàng loạt người đến thưa với Đức Phật, nói các vị vì thương xấu quá, chúng con đưa ăn, các ông đã thả thức ăn trên đầu con, chúng con chịu không được. Nên nó từ đó Đức Thế Tôn dạy, trước khi vào nhà xí thì vị người xuất gia hai người Phật tử trước khi vào phải búng tay ba lần hoặc gõ cửa ba lần. Gõ cửa ba lần cho loài ngạ quỷ đến nghe tiếng động mà lui đi. Và làm gì nữa? Vào nhà xí người ta phải để cái khăn trên đầu, không thì phẩm tiểu hơi thối bốc lên trên đầu đi lễ Phật phạm tội. Và trong thời Đức Phật là đi nhà xí phải cởi áo, bằng một cái áo khác đi vào, cho nên giữ cái gì sự tinh khiết. Cho nên quý vị thấy cái loài ngạ quỷ này nó đói, cho nên mỗi buổi chiều trong chùa thường cúng là phải, người ta gọi là cúng gì, cúng thi thực, nghe thi thực cô ngạ quỷ. Là vì tại sao cái loài này là 4 giờ chiều nó đi lang thang trong nhà, trong thế giới này, nó thường đứng cửa sổ nhà chúng ta nó dồn vào. Mà nhà nào có hạnh phúc, có miếng ăn ngon thì lúc bây giờ nó phóng luồng tư tưởng vào một trong những người ngồi trong nhà đó. Người nào không biết niệm Phật, không niệm Phật, không trì chú, không giữ tâm an lạc thì nó sẽ bắt được làn sóng đó. Tự nhiên người chồng hay người vợ nổi giận dữ lên, nghe khui lại chuyện cũ, ông chồng giận quá hay vợ tức quá thì có mong cơm đá rất không ăn được. Hoặc còn có đứa cháu chẳng hạn, khi nó thổi một đường và thì đứa cháu bỗng nhiên sinh tâm chạy ra một cái xe cá nhân. Hoặc là cái vị đó ở chùa
không này nọ thì người ấy thế nào cũng chết, chết bất đắc kỳ tử, điên cuồng mà chết, bị ung thư mà chết, bị vặn cổ mà chết. Bởi vì tại sao? Vì cái loài ngạ quỷ này nó vừa là thiện thần vừa là ác thần, cho nên mỗi lần như thế nó sẽ xô chết một cách nguy hại. Cho nên vì là đó mà cho nên là ở nhà của quý vị tối nào cũng nên thắp một nén nhang, nén hương nha. Quý vị buổi sáng quý vị rót một ly trước khi uống trà, quý vị rót cúng ông bà một vài ly, nó mời quý vị ăn dùng trà với con cháu. Trước khi đi quý vị chắp tay thưa ông bà con đi làm con ra đi. Như vậy cái thần đó là thần tâm linh, họ theo giúp đỡ chúng ta. Còn ở nhà mà chỉ lo ăn, lo nhậu, lo chửi bới thì chính cái loài ngạ quỷ đó không ai xa lạ, đó là cha mẹ chúng ta, ông bà cô bác chúng ta. Cho nên thường thường đi theo hai vai chúng ta hoặc sau lưng chúng ta, nó bước vào cái cửa nhà chúng ta là vị thần cửa, thần ngõ thấy đó là chủ nhà, không thấy cái người đi theo. Cho nên khi nó lôn vào nhà chúng ta cũng lên bằng thờ nó một. Cho nên nó thường phá gia can chúng ta, nó làm gia đình xích mích, làm con cháu không có trật tự với nhau, vợ chồng xào xát, làng xóm không thương yêu, là do bởi vì chúng ta kính người quá tốt. Cho nên là âm siêu dương thấu là âm có siêu thì dương có thấu được. Mà chữ ấm, người ấm là ai? Là cha chúng ta, ông là cái người địa. Cho nên chúng ta thấy nhân nào thì quả đó. Cho nên chính như vậy chúng ta thấy rằng là câu nói hồi nãy, khi mà chúng ta tắt cơ thở đi rồi chúng ta không mang gì cả, cả cái nút áo người ta cũng lắp này, chúng ta chỉ mang gì có theo thức nghiệp, thiện nghiệp hay ác nghiệp mà thôi. Cho nên khi mà sinh ra đời quý vị giàu có là do ngày hôm nay chúng ta có bố thí. Bố thí là thế nào? Là bố thí, bố là ban các thí là cho. Có nhiều người bị họ là có nghèo có lấy gì mà cho? Không, chúng ta có nhiều cách cho. Chúng ta có thể cho con kiến một hạt cơm, chúng ta có thể cho một con trùng một chút đường gì đó, một chút gom một gì đó. Ví dụ như ruộng của quý vị mà chuột cắn thế này, quý vị chỉ cần đem tô cơm thôi, quý vị để ngay trên đầu ruộng đó thôi, nói tôi xin dâng hiến cho các vị bữa cơm này, quý vị ủng hộ cho ruộng tôi đó và đừng làm thiệt hại. Quý vị làm như thế thì không bao giờ chuột nó sẽ phá cả. Vậy tại sao thì quý vị có bố thí, có bát ăn, có cho? Mà ở đời này á, quý vị tức là gieo rất là nảy nở, tích trữ là của một. Người nào càng bố thí bao nhiêu thì người ấy càng giàu có bao nhiêu. Bởi vì tại sao? Chúng ta bỏ tiền vào ngân hàng thì ngân hàng nó đổ lại đó. Còn cái này chúng ta bỏ vào ngân hàng của vũ trụ, ngân hàng vũ trụ có nghĩa là chúng ta làm tất cả các việc từ thiện, giúp xây cầu làm đường, giúp trường học, giúp người cô quạnh, người bị khổ đau. Chính những người đó họ mang những cái tâm trạng yêu thương và chúc phúc cho chúng ta. Bây giờ câu hỏi quý vị này, quý vị móc ra 1.000 đồng, quý vị cho một người ở ngoài, ai vui nước, ai vui biển? Người ở ngoài vui hay là quý vị vui nước? Hả? Thế là chính mình vui được, cái đó phải vui được được đó. Vì mình vui nên là cho. Có nhiều khi á, mình có tiền mà không ai xin thêm, không có người xin cũng là điều thất bại của mình. Bởi vì tiền bạc ở đời này là gì? Tiền tài là pháp khổ. Nhân nghĩa là tiên kiếp, nhân nghĩa là đời quan trọng cái gì? Người bất kính nể là kính nể người có đạo đức, người xem tiền, xem thường tiền bạc. Một người mà không tham lam đi đến đâu ai cũng kính ngưỡng cả. Cho nên trong các lời Đức Phật dạy thế này, là dạy cho chúng con này, cái bậc tiền
đây quý vị thấy rõ ha, một vị sư ở một ngôi chùa thế này thì quý vị thấy thế nào? Quý vị có nuôi nổi vị sư ở đây, nuôi nổi sư voi đây không? Nuôi nổi không? Nuôi nổi không? Làm sao không nuôi nổi? Cả một dân làng bao nhiêu trăm ngàn người thế này mà không nuôi nổi nhà đạo đức này phải không? Và một người xuất gia là người có đạo đức hơn cả đạo đức thế gian. Bởi vì tại sao người chúng ta có hoàn toàn và tiền bạc có của họ là gì? Như đồ diện bỏ, bỏ đâu có gì đâu đó. Bỏ người sư cô để quý vị thấy thế nào? Bỏ cả cuộc đời sâu trẻ của mình, có phải không? Như một người con gái ở đời như sư cô đây, thì họ phải đi làm, đi ăn, có chồng, có con, họ có sự nghiệp chứ. Còn ở đây sư cô chấp nhận cuộc đời không sự nghiệp, không sự nghiệp nhưng mà có sự nghiệp pháp, không sự nghiệp thế gian nhưng mà có sự nghiệp của Phật pháp. Là ở chùa này khuya tụng kinh ha, sáng hầu kinh hầu Phật và chăm chút cho tín đồ khi du đồ gặp những hoạn nạn như chết, như cầu an cầu xíu ha, và an ủi những cái cảnh khổ của tín đồ. Như vậy một vị sư thế này chính đó là hiện thân của gì? Hiện thân của Đức Phật. Đức Phật không làm ngoài cái chuyện này. Đức Phật luôn luôn gần gũi chúng sinh và Đức Phật luôn luôn giúp đỡ chúng sinh và nâng chúng sinh đi lên, chứ không không bỏ một chúng sinh nào cả gì, chứ không phải là chỉ hướng về người giàu thôi mà bỏ người nghèo. Đức Phật không có điều. Đức Phật độ những người cùng khổ nhất trong đời này, trong thời Đức Phật. Có một người trong xã hội Đức Phật có thể biết là nó có 5 giai cấp, nhưng mà lịch sử nói chỉ 4 giai cấp, nhưng mà thật sự nó 5 giai cấp. Giai cấp thứ nhất ấy, cho rằng là con người cao quý nhất của Bà La Môn là sinh từ cái đỉnh đầu của Thượng Đế, cho nên cái giai cấp này xuống lắm, mà ta ăn trên ngồi trước và nó tất cả mọi chuyện văn hóa lễ nghi trong xã hội Ấn Độ. Giai cấp thứ hai là cho rằng mình sinh từ cái niệm của Thượng Đế, giai cấp đó là sắc đế lợi, cho nên giai cấp này nắm tất cả binh vị quyền hành trong xã hội. Giai cấp thứ ba bảo rằng mình sinh từ cái lỗ rốt của Thượng Đế, cho nên giai cấp phải nắm tất cả mọi kinh tế tài chính của xã hội đó. Giai cấp thứ tư là giai cấp cùng khổ, là cho rằng sinh từ cái đầu gối của Thượng Đế. Giai cấp này làm nô lệ cho ba giai cấp này, nhưng mà không giai cấp không kể là giai cấp ra. Giai cấp này là sinh cho sinh từ cái bằng chứng của Thượng Đế, không kể vào trong giai cấp cùng khổ vô cùng. Thế mà khi Thánh Thế Tôn đi ngang qua người giai cấp này, gặp một cái giếng, ngài nói này: ngươi hãy múc cho Như Lai một bát nước. Thì vị này nó bật đứng với tôi, ngài là giai cấp cao quý, giai cấp sắc đế lợi, con không dám gần ngài. Nhưng mà ngài với con nó ngươi hại chút cho ta đi, bởi vì ngươi phải biết rằng trong máu đồng đỏ, trong nước mắt đồng mặn, giữa con người và con người không có giai cấp đối nhập. Quý vị thấy không? Đồng đỏ có máu đỏ, không đồng đỏ máu có đỏ đỏ nha. Người đặt xích lô của máu đỏ, người đâm dân cùng của máu đỏ, nước mắt đồng mặn như nhau. Cho nên sau đó ngài dùng bát nước xong thì cái người này đành lễ Đấng Thế Tôn xin xuất gia. Thì lúc bây giờ Đấng Thế Tôn gọi là Thiện Tai Tiền Cương, thì vị ấy thân đã biến thành y bạc rực, đầu thì tóc rơi, và làm đệ tử của Đấng Thế Tôn chứng đạo quả A La Hán. Lúc bây giờ thì trong kinh thành nổi dậy nói rằng tại sao Đức Phật lại đổ một người cùng khổ như vậy, lầm nhung cho giai cấp sắc đế lợi. Họ kéo đến để biểu tình phản đối Đấng Thế Tôn. Nhưng khi họ có cái tinh xá Đấng Thế Tôn, bởi vì ngày xưa cái chỗ ở Đấng Thế Tôn gọi là tinh xá. Tinh là trong sáng, là chuyên rộng, không phạm một lỗi nào cả, nhưng mà vi thần cũng không phạm, vì lúc bây giờ là các vị thánh tu tập.
Nhưng bây giờ là tinh sáng đó, thế ngày xưa là tinh sáng. Thì họ vừa bước đến tinh sáng thì họ nhìn một vị ánh sáng được chiếu thần thông ở trên cung trời, nào là trên đất nước dưới sao lửa, ông phóng hào quang nhàn nhạt. Các vị này thấy khiếp quan, cúi đầu đảnh lễ. Đảnh lễ xong đi vào gặp Đấng Thế Tôn, thưa như này: Đấng Thế Tôn dạy thế này, khi mà ông vào cái tình sáng của ta, ông có thấy điều gì không? Quý vị khán giả có thấy một cái đó tuyệt vời quá. Đấng Thế Tôn này các ông, cái vị mà ông khiếp lại đấy chính là vị A-la-hán đó. Như vậy thì người nào cũng dễ, cũng đều có khả năng gì mới dễ, khả năng thành thánh, khả năng thành Phật nếu quyết chí tu luyện. Cho ở đây không nói là sở dĩ chúng ta có đời này là do chúng ta không bố thí. Bố thí có mấy cách. Thứ nhất là gì? Tài trí. Tài trí có hai loại là nội tài và ngoại tài. Nội tài chúng ta không có tiền bạc để cúng vào trong tam bảo, chúng ta không cúng vào trong việc xây trường học, nhà cửa, thì chúng ta đem công sức của chúng ta đến làm việc, đó gọi là nội tài, gọi là công quả. Ngoại tài là chúng ta có tiền đóng vào. Cho nên hai cái này đều gì? Đều công đức bằng nhau. Ha? Rồi bố thí tài người ta còn gọi là bố thí năng, là nói Phật pháp, nói lẽ phải cho chúng sinh nghe. Quý vị ăn, quý vị ở nhà, quý vị có thể nói cho con cái nghe con đường tu hành, là con đường ăn hiền ở lành, con đường tạo phước đức. Bởi vì chúng ta là gì? Là cái hướng đạo cho con cái chúng ta. Nếu quý vị có tu tập là người con, người dâu, người rể sẽ thấy vui, thấy bà mình có tu tập, ông mình có tu tập. Như vậy thì quý vị thấy có không tốn tiền một mặt gì đâu. Cho nên ở đây tôi nói là cái người mà khổ đau nhất từ này đến tới đó là người tham lam. Tham. Vì tham thì sanh cái gì quý vị? Tham thì sanh cái gì? Có ba, Phật giáo gọi là tam độc. Tham mà chiếm đoạt không được thì sanh ra gì? Sanh là nóng giận. Các bạn, mà nóng giận mà không chiếm đoạt nữa thì sinh ra gì? Sinh ra si. Si là si mê. Tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt. Tìm những lời nói, sự hành động, sự là sự phát tác, sự nóng giận lên. Thì chúng ta thấy là những người này là những người đương gì? Đương mở cửa địa ngục để đi vào. Địa ngục là gì quý vị? Địa ngục là gì? Ai nói được? Quý vị đây có biết địa ngục không? Ở đây có địa ngục, ngồi đây có địa ngục không? Có. Về nhà có. Địa ngục ở đâu cũng có cả. Ở đây mà các cụ chỉ cần ngồi lấy cái tay mà hút vào trong không nhau mà thấy địa ngục đấy. Bây giờ nó đuôi mắt thì là hút vào không ta hết. Ở bước vào ra ngoài cổng này thấy địa ngục này. Một đứa người nào đó họ đi cái xe đạp nó mang vào mình ngã xuống thì thế nào? Thì vớ vẩn nhanh thì đi thế nào? Đúng vào thế nào? Xe sát nhé. Và thấy địa ngục. Địa là gì? Địa là gì quý vị? Địa là tâm địa. Ngục là tối tâm. Cái tâm địa xấu ác, tâm địa tham lam, tâm địa cướp bóc, tâm địa làm người khác khổ đau. Ngục là gì? Ngục là tối tâm. Như vậy thì ngay đó chúng ta đứng ở trong địa ngục. Khi quý vị về nhà mà nghe chồng con nói nặng nhẹ, người hàng xóm mắng mỏ, thì quý vị đương thế nào? Đường ở trong địa ngục, gọi là đường đâu kìa? Địa ngục hỏa tiễn. Trong cái địa đạo là địa ngục hỏa tiễn. Hỏa là lửa, tiễn là mũi tên. Là chúng ta nghe họ lời nói chua chát của họ thì tim chúng ta thốt từng cơn như vậy, như mũi tên bắn như vậy, gọi là địa ngục hỏa tiễn. Buổi tối chúng ta sắp đi ngủ rồi, chúng ta